Sân vườn nhà ai mà nhiều lá như sân vườn mình đây thì các bạn có thể dùng cái máy này để xịt ra mà không cần phải quét sân nhá, sạch băng. Đây các bạn xem. Rất là sạch. Lá là bay hết. Rồi, ấy đi, tiếp đi. Từ từ từ. Chụp vào ảnh lại luôn. Dạ, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Điện Máy Hoàng Thông. Thì hôm nay lấy mỗi con máy rửa xe 2.500W để tẩy rong rêu bám quanh nhà ha. Cái rong rêu này là bám lâu lắm rồi nha. Đó, bây giờ cái này là xài thêm cái bộ bét 25 độ. Đó, xài thêm cái bét 25 độ tẩy cho, bây giờ tẩy cho mọi người coi ha. Thôi, qua đây đi. Phần này nó đen nhiều nè. Rất là đẹp luôn mọi người ha, trắng tinh ha. Bây giờ tẩy từ trắng bóc. Áp lực rất là mạnh luôn.